Hello, hello các bác nhé à, có thể nói là rất lâu rồi, khoảng tầm 4 đến 5 tháng nay. Thì hôm nay anh Nguyễn mới nhập được một lô côn mic 2 tầng. Thì đây là những côn mic à, Của hãng BBS sản xuất, một dòng chính hãng, nhập nguyên khối về không nhé à, trong thời gian vừa qua ấy, thì có rất nhiều các bác điện hỏi mua cái côn mic này. Nhưng do bên em là bị nhỡ hàng, không lấy được. À, tức là những cái dòng chính hãng này này rất là khó nhập nhé ở bên Trung Quốc người ta bị dịch giết thì nó nên là nó về Việt Nam mình rất là khó. thì đây là những cái dòng cổ mic nhập chính ngạch, chính hãng của nhá từ công ty BBS luôn. thì hôm nay em về được tổng số là 100 cái cổ mic này. À, vậy em làm một clip ngắn để giới thiệu đến các bác đang có nhu cầu mà muốn thay à, thay những cái mic không dây chất lượng kém h không hay thì các bác có thể lắp cái cổ mic vào nó sẽ cải thiện hơn rất nhiều về tiếng mic. À, cũng như các bác mà muốn nâng cấp những cái, cái, mic mà có dây những mic có dây cũng nhá, mà chất lượng kém thì các bác có thể lắp cái cổ mic này vào để cải tạo lại cái tiếng ca của mình nó hay hơn thì cái với dòng cổ mic này nó là dòng mic cổ mic cao cấp nó thường lắp cho những cái bộ mic bbs cao cấp như là ba con hai hoặc là ba hai chín những cái loại mic bbs đắt tiền đấy thì người ta thường hay dùng cái cổ mic bbs hai tầng này côn mic nhá thì đây là một dòng uh, côn cool mic neo thì tất cả những dòng uh, côn cool mic ấy, người ta thường thường sử dụng là từ neo thì qua đây em cũng muốn chia sẻ một chút để các bác về vấn đề hiện nay ấy, thì tất cả các cái dòng loa ấy, và dòng của cool mic người ta thường dùng từ gì hay còn gọi là nam châm nhá à, thì với tất cả như của cool mic này rồi là loa này. hiện nay trên thế giới ấy, người ta thường dùng là có ba loại nam châm à, thứ nhất là on onlocon cool, thì cái dòng từ này nó rất là mạnh đã được sản xuất vào những năm 40 và được à giải tán năm 65 năm. tức là hết sử dụng cái này nó lực từ rất là mạnh nhưng mà nó nóng khi mà đánh đâu nóng nó, nó béo tiếng khả năng tái tạo lại cái kém thì chuyển sang dòng từ thứ hai đó là ferrit ferrit thì bác biết rằng bây giờ hơn như là 90 trăm các dòng loa là sử dụng từ ferrit tức là từ cái lam châm bên ngoài và cái lõi sắt bên trong thì thường dùng cái từ ferrit này và dòng từ nữa đó là từ leo hay có gọi là leo đi mình thì cái dòng này nó sẽ áp dụng trong cổ mic này đây nhá mà lực từ rất mạnh đòi hỏi là cái cái khối lượng bé nhưng cái lực từ phải mạnh thì người ta mới làm mic được thì với cái dòng mic này nó sẽ dùng là leo đi mình nhá đấy thì mình mình hiểu rằng có ba dòng dòng từ bây giờ hai dùng đấy thì cái dòng này người ta bỏ rồi là thông dụng nhất nhất dòng từ này thế này thì cái này nó hãy dùng cho cổ mic thì ngày nay em về tổng số được 100 cổ mic bps nhá thì đây là cổ mic bps và cam kết là một hàng nhập khẩu chính hãng công ty BS nhé đấy một cổ bích sẽ đóng trong hộp nhựa như này bảo vệ rất an toàn chắc chắn bên ngoài này là mã vạch của hãng BVS chữ Trung Quốc và phía sau này cũng có là BVS Pro sâu mã là S gạch ngang 40 cộng x40 đấy và bây giờ em sẽ mở một cái ra để các bác xem này nếu các bác muốn thay thế của mic này vào những cái mic mà nó kém chất lượng ấy rất dễ thôi, Bác chỉ cần cắt cái dây à, lối từ bên với của mic mà các bác đang dùng ấy, xong bác à, xước cái đầu ra và lối dương vào dương âm âm nhá, dương là màu đỏ hóa và cái âm này màu đen. và lưu ý nhé, nếu như những cái dòng mà nó đây là đây là cái giá nhé, nếu cái giá mà nó nó chặt quá không cho đọc vào thì các bạn phải lấy con dao ấy, dao lam ấy bác cắt đi gọt vợi đi đấy gọt vợi đi thì nó sẽ nhỏ lại mà mình sẽ rút vào khi rút là mình sẽ bôi cái keo những cái, keo như cái nhựa bá xe đấy thì nó sẽ chắc nó không bị lòng lẻo còn nếu không nếu bác có cái giá sẵn rồi thì bác lấy cái tô vít này bác bạn này ra để các bạn bác xem nhé bạn ra rất đơn giản đấy mấy nhá đây là dùng một tay em bạn này nó chân này kẹp nó quay đến nó mất trông nó mất phản cảm đây em bạn sẵn đấy nhá này bạn ra thì đây là cái giá cao su bác nhá này giá cao su này bác có thể bỏ ra đây là cái gen nó không à, không ảnh hưởng gì cả nhá đây thì bác có thể lấy mỗi cái đầu hay không thôi đây là hai tầng côn nhá mà nó là dùng từ leo leo đi mình đấy thì nó áp dụng trong uh, những cái cổ mic hoặc là những cái dòng ô tô đắt tiền hay dùng những cái âm thanh trong cái xe đắt tiền như Lexus hay là tôi giúp người ta hay dùng từ leo nhá đấy và âm nó sạch tôi hỏi nhỏ nhẹ nhưng nó phải sạch đây là cái của mic như này thì bên em cung cấp là 220 nghìn một cái không nhé báo ship đấy các bác có nhu cầu thì không cần cọc cứ là alo với em em chuyển thôi không cần cọc đấy bước cái này thì em khẳng định các bác có trăm trăm không có là lỗi cả thì có thể thay thế cho dòng mic có dây này hoặc không dây và chất lượng kém thì bác lắp cái này vào thì nó sẽ nó sẽ cải thiện rất nhiều về tiếng mic khẳng định là cải thiện lắm nhé mọi công ty mua sắm à, các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140 em ra hàng toàn quốc và mỗi cái hộp này là 20 cái nhé này tổng cộng là 100 cái này. 1 2 3 4 5 Đây, em lấy ít thôi nhu cầu đặt hàng sớm nhé không nó không có đâu anh chào các bạn